Chào cả nhà nghe. Thì bữa nay mình tiếp tục đi thăm bãi cá cả nhà ơi, thì lập cá đó cả nhà. Gọi là lợ cá cũng được. Thì sáng giờ mình đi thăm bãi rắn cả nhà. Tháng này là rắn hết chạy, chui sót lắm cả nhà. Đặc ít chạy lắm mà chuột lại mắc nữa. Đó, thì diễn ra cách này mình chuyển sang đặt bãi cá, mình đặt được 30 cái cả nhà. Thì cái nhà theo chân của mình hôm nay ha, thì để xem cái thành quả hôm nay, hy vọng là bữa nay sẽ có con khủng khủng cho cả nhà mình coi ha. Hôm rồi thì không có lóc khủng ở nhà, cũng trồng con nửa ký à. Mà nói chung là được cái là chuyến thăm được hai ba con lươn ở nhà, thì mấy clip trước mình có đăng đó, được hai ba con lươn á. Nó cũng hấp dẫn ở nhà, ngon ở nhà. Nói chung là giờ cái nhà theo chân mình nha, để xem cái thành quả hôm nay của mình ở nhà ha. Là cái đầu tiên, cái này hôm bữa mình làm sấy luôn 3 lạng. Biết bao nhiêu giờ không? Đây có nắp cái này. Vô kẹo không có lên thì có cá. Cái lóc nè. Hai chuông có là hơn nhiều. Biết nhỏ hay bự. Có là ok, lóc cứng nha ngay. Cái lóc này mập ghê hùng. Hai chuông có là ngon nha nha. Rồi, bắt này lại là mình vô luôn. Thì điểm mới rồi nè. Điểm mà mình đã đặt 2 cái nha. Ui, nó ôi xong luôn kìa, nó mới xếp luôn kìa. Lãng luôn. Ui. Lá phải hết cạn. Con luôn, nó chết luôn này. Nó rồi hết nó, quá luôn. Lắp cái này đi. Lùi, nó bự.
một cặp luôn, người người ăn cũng người con này cặp cũng cái vô như này nha, ui một cặp cái người con 8 lạng con gần nửa ký này nè, nhìn cây lưng con xuống ở đâu cái này nè, thấy rõ chưa, thấy chưa sướng ha, ui đúng động luôn cái đã. Mình bắt ra cái này mình có hàng khá đây nha, hai chiếc này không chạy đó, cái gì lắm rồi nha, nhưng mà nó ít cái rồi nè, thêm lên nè, không chạy luôn trời, kỹ ra cái này không chạy luôn đây nè, thêm cái này coi. Chạy nguyên cái sạc kỹ ra em dài luôn nha, còn cái nó chạy nguyên cái nhẹ lắm, cái nó chạy chạy tiếp tới cái tiếp theo đây nè, cái này là cái điện thoại luôn nè, rồi có rồi đó, wow nó làm gì có cái giò không nó kém á, vậy đi để đi đây là bộ bốn cái gậy nè, rồi nó kém quá thôi. Ở đây có cái bánh nè, ngon nha, xin xòi nha, trời dùng ớt sáu này sáu con ớt nha, ở cái bộ dạ cái bộ xương ha, ngon hình như này nào, cái này xin lắm, ừ bữa nào bán thời vậy đặt trước khách sạn bỏ đây nó cái ngon nha. Bữa trước mình lật lỗ này, ba con nằm hết chạy rồi. Lỗ chiến thuật, giờ lỗ lỗ bên đây. Rồi. Con con giác khác giáo, trời ơi chị. Con cua. Con lụt mẹ rồi. Con lụt như này. Đây, mình ra rồi. Đây, lụt mình hẹn đây. Cua nó quá bà chạy luôn, rồi nó cắn anh,
xuống xuống cái này. Ui. Nó lúc dính như con này dính dài. Ra nó gầy ngược lên nè. Ui nó lúc. Khủng quá này chứ. Quá xuống cái nhà mình đây. Nè có cái lùng nha. Đã không? Đúng hình đạn không? Quá xuống cái nhà ui. Đã thiệt chứ. Con này cái ký đó nè. Quá xuống cái nhà. Mình bắt ra luôn cái nhà. Cái tiếp theo nha.
chục tấn lậu hết mấy bự gì. Để lên đây nè, đánh giá đây. Địa điểm mới, địa điểm mới với hàng cũ này, thấy nè. Rồi thấy gì dài hả? Mình gói cho cái sắt đi. Con kia như gì nè. Con ốc nè, ốc hàng cua. Rồi để lên nè. Cái tiếp theo là bơ dính lên đây nè, cái bơ nó làm nó xinh lắm. Rồi cái vịt này xong, rồi cái này lần nó chạy nè, cái này tiếp đúng rồi, cách này thứ bảy chủ nhật thôi để đi dữ lắm. Đó, 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 đó. Nãy giờ để mình tăng cái này thế nào ra đây nè. Nó đi chị em quá. Đây nè con cái nè. Nó cần dài chìm cái này hay dấu loạn. Ý, cái thành quả hôm nay của mình ngay nhà 30 cái nha, ngay nhà thấy im không nè, hai con ếch cả nhà thấy nó ngon ghê không, hai con ếch là đủ, nó đủ tiền ấy vậy, hai con ếch nè, hai con ếch nè 420 gram ha. Ý, còn con cá lóc này khỏi nói luôn rồi, con cá lóc này là khủng khiếp luôn rồi, bự nhất, bự nhất. Ấy chà, nhảy qua quá vậy đâu vậy bạn, con này là bự nhất, là không ra là mình đặt cho chừng tháng là con này bự nhất nha, con này là khủng nhất của mình nha, thì phê không, quá phê luôn cả nhà ơi. Mình cắn nó thử luôn cả nhà, mình coi nha, hợp tác xíu bạn, hợp tác xíu nha. Đó, cái giờ thấy không, 1kg 50 gần 1kg 1 cả nhà thấy ghê không, quá vip chưa, quá khủng chưa. Đó, con này đây à, toàn bữa nay toàn hàng bự luôn nha, đó 6 lạng cả nhà ơi, im chưa. Con này Vinh này khỏi nói nha, má này Vinh ngon hết sức, ngon quá bự luôn. Còn con chơi này thì tối nói thầy chơi này là cái ký rồi, khỏi nói rồi, vậy là bữa nay là được 1 cá lóc, 1 cá lóc, 2-3 con bự, 2 con nhỏ, 2 con ếch, con này Vinh. Cả nhà thấy tên mình hay thì cho mình một xin một đăng ký và một lượt chia sẻ nha, hai cả nhà, để cả nhà có thể xem những video kế tiếp của mình nha.